Bobo có lẽ là cái tên rất quen thuộc với các anh chị em nuôi cá, nhưng với mình, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó ngoài đời thực. Chứ bình thường chỉ thấy nó trên Google thôi. Đúng là chỉ có nuôi cá thì mới để ý đến những sinh vật nhỏ bé như thế này. Có món này mà cho cá con ăn thì thích lắm đây. Ở đây có rất nhiều loại chứ không riêng gì Bobo đâu. Theo như hình ảnh trên Google thì Bobo nó có màu hồng hồng đỏ đỏ và mình thấy nó bơi lơ lửng trong nước và dưới đáy. Còn có một loại đen đen bơi trên mặt nước ấy thì không biết có phải là Bobo hay không. Mà cần gì quan tâm nó tên là gì các bạn nhỉ? Mình có nghiên cứu sâu xa đâu. Mồi ngon cho cá là được. Mình đã vớt Bobo ngoài ruộng lúa. Một lần đưa trẻ con đi bắt dế mèn, tình cờ trong lúc múc nước thì phát hiện ra có rất là nhiều. Mà không phải ruộng lúa nào cũng có đâu, ruộng có ruộng không đấy. Nhìn thấy những con bé bé đang bơi như thế này thì vớt này. Do mực nước thấp nên khi vớt cứ phải lựa để không bị đục. Nhưng cũng không tránh được giáp, cũng may là vẫn vớt được Bobo. Còn gặp cả đỉa nữa chứ. Bạn nào chưa biết con đỉa thì hãy xem đây, con này rất gớm ghiếc. Nó mà bám vào chân hút máu người thì có mà rời gỡ được nếu không biết cách. Có cả bèo tầm nữa này. Vớt cái này về rửa sạch đi cho cá ba đuôi ăn cho mát ruột. Bọn chúng rất thích cái món này. Cho cá ăn món này thì cũng dễ thôi. Về xả sạch bẩn đi rồi thả vào nước. Dùng xi lanh để hút hoặc lấy thìa múc hoặc là như thế nào cũng được. Còn mình ý thì mình dùng cái vợt nhỏ như thế này. Nhiều món cho cá quá. Khi nào mà có món mới thì mình lại cập nhật lên đây nha. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem nhiều video của mình hơn nhé.